Chúng ta sẽ làm bài 3. Bài 3 về mảng. Bài 3 về mảng. Rồi, trước tiên các bạn khai báo mảng. Cấu trúc chúng ta khai báo mảng, một cái mảng in array, array A đi, array A được khởi tạo bằng gì ta? Bạn nào có nhớ không? Khai báo mảng A, new, new, new in. Sao nào? Hả? Sao? Trước gì? Số lượng phần tử tối đa của mạng. Ví dụ như mảng của mình có độ dài là 10. Như vậy ở chỗ này, hôm trước mình chú ý nè, mình có thể viết như thế này nhé. Mình khai báo một cái mảng, được chưa? Khai báo một cái mảng. Rồi sau đó mình khai báo một cái biến inner là số phần tử của mảng, và dùng scanner chấm in số phần tử của mảng 2 chấm n bằng scan chấm net in chấm phẩy, và xuống đây mình mới dùng cái array A bằng nếu in của n. Như vậy thì cái mảng của mình nó sẽ được khởi tạo với đúng cái số phần tử mình có, không tạo dư, không tạo thiếu. Như vậy mình tạo mảng trước nhưng chưa khởi tạo, khai báo trước thôi. Xuống đây chúng ta mới khởi tạo. Và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái việc nhập mảng. Lặp bao nhiêu lần? N lần. Lặp N lần. Y bằng 0 chấm phẩy Y nhỏ hơn N chấm phẩy Y cộng cộng. Lặp N lần. Và ở trong này chúng ta sẽ xuất ra thông báo là A thứ, chỗ này dùng phần trăm F cho nó dễ. A thứ phần trăm D bằng phẩy Y. Xuống đây array A thứ Y sẽ bằng scanner chấm net in, và chúng ta nhập được mảng A. Bạn có thể viết cái đoạn nhập này nè vào một chương trình con. Bạn có thể viết cái đoạn nhập này vào chương trình con. Như vậy chúng ta đã xong phần nhập.
sắp xếp và xuất mãn. Như vậy các bạn thấy là cái phần xuất mãn này chúng ta xuất khá là nhiều. Xuất trước khí, sắp xếp, xuất sau khí, sắp xếp. Thì chúng ta có thể viết cái đoạn code xuất mãn thành hàm. Bây giờ chúng ta xuất trước for. Bây giờ chúng ta sử dụng for in a 2 chấm array a. Xuất các phần tử của mạng. Xuất cái phần tử này ra. Phần trăm F. Phần trăm 4D. Phẩy array A thứ Y. Ở no. Này là mình đang sử dụng A luôn. Void, mình đang sử dụng void để mình xuất. Như vậy, chúng ta đã kết thúc việc xuất mãn. Chạy coi nào. Nhập số phần tử của mãn 4 phần tử. A0. Và chúng ta có 5, 6, 8, 2. 5, 6, 8, 2. Đây là các phần tử của mạng của chúng ta. Bây giờ, sắp xếp. Thì các bạn có thể dùng cái array sort để chúng ta sắp xếp. Như vậy, chỗ này, các bạn sẽ dùng array sort. Array sort. Sort cái mảng array của chúng ta. Và chúng ta lại xuất mảng. Như vậy cái việc mà xuất mảng của chúng ta lặp lại hai lần. Đây một đoạn, đây một đoạn. Số phần tử chúng ta là 5. Và mảng sau khi sắp xếp của chúng ta. Ở đây, đoạn code này cũng chưa dùng cái gì là thông minh cả. Cần cù là chính. Đó, đoạn code này chỉ có cần cù thôi. Chưa có gì thông minh ở đây hết. Cho nên nếu mà bạn nào mà chưa biết khai báo mảng, thì làm đi. Đừng có học nữa. Làm đi, chứ đừng có để tí em coi lại cái đã, em học lại đã, đừng học gì hết trơn á. Cứ làm đi, làm nó quen tay. Chứ bây giờ các bạn kêu để em học cái đã thì em học hoài luôn, em cứ ngồi em nhìn hoài luôn là nó không ra đâu. Phải chịu khó làm. Nhập mãn thì for, bởi vì mình có n phần tử và mình lặp đi lặp lại cái việc n phần tử này. Còn cái việc mà thầy dùng freenep thì tại vì thầy mong muốn để cho nó xuất ra cái dạng là A thứ mấy. Nó xuất ra A thứ mấy. Thì trong này có cái số 0, số 1, số 2 này thay đổi. Thì mình đưa nó là gì? Là định kiểu để xuất. Và mình đưa cái vị trí vô. Đó, đưa vị trí vô. Nếu như cần, chỗ này mình đưa là số 1, số 2. Thì mình đổi cái gì? Nếu chỗ đó thầy đưa là số 1, số 2 thì mình đổi gì? Đổi gì nào? Thay vì A0 mình đổi thành A1. À, y cộng 1 hoặc là cộng cộng y. Cộng cộng y hay là y cộng cộng? Hả? Được không? À, chỗ này không được. Tại vì mình đang dùng for y cộng 1. Ok.
chỗ này mình đang dùng for là y nó tự tăng ở đây rồi, thì chỗ này y cộng 1. Số phần tử của mạng mình có A1. Xong, bây giờ người ta sẽ yêu cầu mình làm gì tiếp? Phần tử có giá trị nhỏ nhất, và ở đây cũng đang hướng dẫn cho mình tìm min. Min. Mình sử dụng max.min hoặc là mình tự viết cũng được. Thì bây giờ mình sẽ khai báo một cái biến min, thì mình nên khai báo từ đầu luôn. Min. Và ở đây chúng ta sẽ cho min bằng gì? Phần tử đầu tiên của mạng. Giả sử phần tử đầu tiên của mạng là min. For int của y bằng mấy trở đi? 1. Chấm phẩy y nhỏ hơn array chấm len chấm phẩy y cộng cộng. Nếu hoặc là chúng ta sẽ lấy min bằng max chấm min của min và array thứ y. Mình lấy cái min mà mình đang có, mình so sánh với giá trị của mảng hiện tại, cái nào nhỏ hơn lấy, cái nào nhỏ hơn lấy. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ xuất cái giá trị nhỏ nhất của mảng. Giá trị nhỏ nhất của mảng cộng với min là chúng ta đã có được giá trị nhỏ nhất. Max cũng tương tự, giá trị nhỏ nhất. Được không? Tiếp tục, người ta nói tính trung bình cộng của các số chia hết cho 3. Muốn tính trung bình cộng thì phải có tổng, phải có số đếm. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ khai báo thêm một cái đếm và một cái tổng, tổng S. Một cái đếm và một cái tổng S. Xuống dưới này chúng ta sẽ đếm bằng 0. Mình chưa biết là cái mảng này có phần tử nào chia hết cho 3 hay không. Và tổng của chúng ta cũng bằng 0. Bởi vì nếu trong trường hợp mà không có phần tử nào thì coi như cái mảng đó tổng bằng 0. Cái tổng mà chúng ta cần tìm bằng 0. For y a trong array a. For trong này, nếu a chia hết cho 3 bằng 0 thì làm sao? Làm gì? Đếm cộng cộng s cộng bằng a. Được chưa? Nếu trong trường hợp này thầy xuống đây thầy xuất trung bình cộng các số chia hết cho 3. Trung bình cộng các số chia hết cho 3. Thầy đưa vô đây S chia đếm. S chia đếm. Được không? Được không? Sai gì?
Sai gì? Tại sao lắc đầu? Hả? Ok, ép kiểu luôn. Ép kiểu gì? Ép ép bằng cách nào? Đây là ép đơn giản nhất, đúng không? Bởi vì ép nó là số nguyên, mình nhân cho 1.0 thì tự động nó chuyển thành số thực. Mà một trong hai cái là số thực thì kết quả phép chia là số thực. Rồi, chạy nha. Số phần tử của mạng. Ví dụ 6, 8, 2, 4, 9, 7.5. Chương trình của mình ok chưa? Xong chưa? Xong chưa? Chắc không? Tại sao không chắc? Không chắc chỗ nào? Không chắc chỗ nào? Không chắc chỗ nào? Cái phần mà trung bình cộng ổn không? 6 cộng 9 chia 2 là 7.5, đúng rồi. Chắc không ta? Rồi chạy lại. Không tự tin ha. 3 phần tử thôi cho nó nhanh. Theo các bạn chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đây? Chuyện gì nào? Bị gì hả? Bị gì? Ví dụ chỗ này mình không thấy rõ nè. Bây giờ trước đây thầy sẽ khai báo trung bình sẽ bằng rồi chạy lại 3 phần tử 2, 3, 4 ổn ha, chạy lại 3 phần tử 2, 4, 5 NA này lấy gì ạ? À, nếu không chia hết cho 3 thì đếm sẽ bằng 0. Mà đếm bằng 0 thì chia cho 0 thì lỗi. Chia cho 0 đâu được. Cho nên ở chỗ này, nếu trong trường hợp mà đếm bằng 0 thì làm sao? À, mình sẽ ghi là trong mạng không có số chia hết cho 3. Còn không? Đấy. Như vậy trong trường hợp này mình đã quản lý được trong mảng không có số chia hết cho 3, quản lý được code của mình. Tất cả các trường hợp. Đơn giản không? Code thì các bạn thấy nhiều. Nhưng nếu mà các bạn code từ từ, từng phần một, và các bạn chạy thử, thì hoàn toàn không khó. Hoàn toàn không khó. Không có gì khó cả. Được không?